lấy được hai cục ở nhà anh em. Này cái gì tần số đo các thứ này. 10, 100 cho tới 300 ký. Ủa, có đài nhiều lắm anh em ơi. 1000 ký luôn hả? Cao nhiều quá. Nó lên tới mơ gai hẹt rồi anh em ơi. Nhiều quá, cái đây con cái này xài nhiều quá. Còn lên nguồn này nha anh em, hôm nay nó xài 220V cũng được. Cái cục này giờ bán cho anh em 650 ngàn này, anh em vừa nghiên cứu nha. Cái cục này bả đồ linh tinh lấy ra nhiều. Còn cái này nó đo cái gì decibel này anh em, đo đo nói chung là cũng liên quan tới âm thanh anh em. Nó có cái microphone gắn vô đây đó, ví dụ như là mình nghĩ như vậy anh em, rồi nó đo cái độ ồn, đo loa rồi anh em đó, đo cho cứ như là cái loa nó phát ra âm thanh đó, phát ra ở tần số ví dụ 400 Hz đó, xong rồi đỡ cái microphone đối diện như vậy là cách 1 mét, rồi nó đo lên ví dụ như bao nhiêu decibel, đo độ nhảy, đúng rồi, đo độ nhảy nó nặng trịch rồi nha anh em. Đây nè, 5 ký 6 ký nha, cái hộp nó luôn nè, cái hãng là nổi tiếng của Nhật Bản này nha, EAW đó, Japan này, nhôm hết luôn anh em. Anh em mấy cái này, con này dạng đồ cố rồi đó. Rồi, cục này bán cho anh em 1 triệu nha, anh em vừa anh em nghiên cứu nha. Đồ này là thôi chứ vivu rồi anh em ơi. Hàng cố quá, hàng bãi này. Rồi, anh em nào chơi thì nhắn cho mình nha. Lấy máy đồ linh tinh bán bớt nhiều quá.